Ok, hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Rồi và ở trong video mới nhất ngày hôm nay, mình sẽ update và lên cho anh em phiên bản Flusut hỗ trợ cho anh em giảm thiểu tối đa cái tình trạng bị khóa tài khoản do cái chính sách banway hiện tại của game. Được chưa? Anh em lưu ý, và trong video trước mình cũng đã gọi là chia sẻ đến cho anh em một số mẹo, ví dụ như là luôn luôn, trong đó có một cái mình hay nói là luôn luôn sử dụng các phiên bản clean mới nhất. Được chưa? Thì đây, hôm nay mình lên cho anh em phiên bản 105 để fix cho các bạn cái lỗi là khi anh em đăng nhập vào mà nó sẽ bị báo cái lỗi là update như thế này này. Cập nhật này này. Đó, và các bạn nhớ này, đăng nhập vào bản này thì các bạn sẽ dùng cho mình một cái nick mới, chứ không phải là các bạn dùng một cái nick mà anh em tải, mà anh em tạo ở trên Roblox-VNG. Tại vì cái nick mà anh em đăng nhập vào bản này mà nó báo cập nhật nhá, anh em tải xong nó báo cập nhật là do các bạn đang dùng cái nick mà tải với cả tạo ở trên cái Roblox của Vinagame. Và cái Roblox mà mình chia sẻ đến cho anh em ngày hôm nay, nó là phiên bản Roblox quốc tế, phiên bản global. Nếu như các bạn dùng cái nick mà anh em tạo ở trên Roblox Vinagame thì khi các bạn đăng nhập vào cái phiên bản quốc tế này thì nó sẽ báo là lỗi cập nhật. Được chưa? Các bạn dùng cho mình một cái tài khoản khác là sẽ được. Ok, đó. Đó, để không tin nữa, kiểu gì cũng sẽ có anh em hỏi là anh ơi tại sao nó lại báo lỗi cập nhật các thứ, thì đấy chính là cái lý do của các anh em nhá. Cái thứ hai thì với bản này khi đăng nhập vào hiện tại thì mình chưa thấy nó bắt get key, mình không biết là sau nó như thế nào. Nếu nó bắt get key thì các bạn chỉ việc bấm vào cho mình cái chữ get key ở trong game thôi, và sau đó là anh em get key ở trên cái nhóm Gen Hub. Thì ở với phần bình luận của video này thì mình sẽ gọi là update đến cho anh em, thứ nhất đó chính là một cái link tải, cái thứ hai đó là một cái video hướng dẫn cách get key, và một cái video là hướng dẫn cách hack Brawl Fruit dành cho người mới, anh em có thể xem để biết. Và các bạn nhớ là tải về ngay và luôn cho mình cái phiên bản mới lần này để fix cho chúng ta cái lỗi bị ban anh em nhé.